Theo đó, 6 hạng mục hàng đầu thế giới bao gồm điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới, điểm đến hàng đầu thế giới, hội đồng du lịch hàng đầu thế giới dành cho Tổng cục Du lịch, điểm đến thành phố hàng đầu thế giới dành cho thành phố Hà Nội, điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới, điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu thế giới dành cho thành phố Hội An. Năm nay, lễ trao giải cho khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Lễ trao giải thế giới được tổ chức tại Oman vào tháng 11 năm 2019. Để bình chọn cho Việt Nam, công chúng có thể truy cập vào trang web World Travel Awards và thực hiện theo hướng dẫn http://www.worldtravelawards.com/vote. Giải thưởng du lịch thế giới 2019 là giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng ra đời vào năm 1993. Giải thưởng trở thành một trong những thước đo chất lượng của ngành công nghiệp du lịch và được công nhận trên toàn thế giới.